Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xuân Bóng Đá bằng cách bấm vào nút đăng ký đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần Xuân Bóng Đá update video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, Xuân Bóng Đá xin được phép truyền đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Đối thủ U23 Jordan báo tin cực dữ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bất ngờ chiều cao của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Huấn luyện viên Johnny Jassen bất ngờ hé lộ lý do không cho đoàn văn hậu về dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Thầy Park chốt số áo bất ngờ với người được giữ áo số 10 của công phương. Báo châu Á nói điều bất ngờ về U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Chúng ta vừa điểm qua những tin chính và bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đối thủ U23 Jordan báo tin cực giữ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Kính thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày mùng 3 tháng 1, trang chủ của liên đoàn bóng đá Jordan đã đưa tin câu lạc bộ APL đã đồng ý để tiền vệ Omahani trở lại tập trung cùng đội tuyển U23 Jordan để chuẩn bị cho chiến dịch U23 châu Á năm 2020 tại Thái Lan. Omahani tập trung cùng đội tuyển U23 Jordan trong vài ngày tới. Tuy nhiên câu lạc bộ Apel lại không nhả tiền vệ chủ lực Antamari cho U23 Jordan. Cầu thủ này được giữ lại thi đấu cho Apel và chỉ được phép trở lại thi đấu cho U23 Jordan kể từ ngày 13 tháng 1. Điều này cũng đồng nghĩa với Antamari sẽ vắng mặt ở hai trận đấu gặp U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 10 tháng 1 và U23 Việt Nam vào ngày 13 tháng 1 và chỉ có thể ra sân ở trận đấu gặp U23 Ả Rập thống nhất ngày 16 tháng 1. Hiện tại, đội tuyển U23 Jordan đang tập luyện tại Malaysia theo kế hoạch, đội bóng này sẽ sang Thái Lan vào tối ngày 3 tháng 1. Huấn luyện viên của đội tuyển U23 Jordan đó là ông Ahmed Abdelkader đã cho biết rằng mục tiêu của đội bóng trong quá trình chuẩn bị là tăng cường thể lực và thi đấu cọ sát để nâng cao trình độ cho đội bóng. Đội tuyển U23 Jordan sẵn sàng cả về thể chất, kỹ thuật, chiến thuật để hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo năm 2020. Tuần đội đang giữ không khí thoải mái và tự tin trước khi bước vào giải U23 châu Á tại Thái Lan. Phần tin tiếp theo, Sở bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin bất ngờ chiều cao của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Kính thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày mùng 2 tháng 1, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã công bố danh sách sơ bộ của 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Theo bản danh sách này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gạch tên Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng trước khi tham dự giải đấu sắp tới tại Thái Lan. Tuy nhiên đây mới chỉ là danh sách sơ bộ, chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn có thể thay đổi 6 tiếng trước trận đấu đầu tiên. Cũng trong bản danh sách này, AFC đã công bố chiều cao trung bình của các đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Tuy đã có sự cải thiện đáng kể về chiều cao của các cầu thủ so với 2 năm trước, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chỉ xếp ở vị trí 13 trên 16 đội tham dự, với chiều cao trung bình là 176,8cm. Tuy vậy, nếu so sánh với các đối thủ cùng bảng D, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có chiều cao tương đối lý tưởng khi hơn Ả Rập Thống Nhất 176,5 cm, Triều Tiên 176,3 cm và xấp xỉ với Jordan 177 cm. Đây có thể sẽ là lợi thế của đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng đấu này khi thời gian gần đây bóng bổng đang đem lại thành công cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, đặc biệt là tại SEA Games 30 vừa qua. Đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại có tới 10 cầu thủ cao trên 1m8, bao gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng 1m81, Thủ môn Nguyễn Văn Toàn 1m86, Huỳnh Tấn Sinh 1m82, Hồ Tấn Tài 1m82, Nguyễn Đức Chiến 1m84, Nguyễn Thành Trung 1m81, Nguyễn Hoàng Đức 1m84, Nguyễn Tiến Linh 1m80, Nguyễn Trọng Đài 1m84, Thủ môn Ie 1m80. Nhưng đội có chiều cao trung bình ấn tượng nhất giải đấu năm nay vẫn là những cái tên quen thuộc, những ông lớn của khu vực châu Á như Iran 182,1 cm. Hàn Quốc 181,2 cm, Australia 180,7 cm hay Trung Quốc 180,5 cm. Đây đều là những ứng cử viên vô địch tại giải đấu lần này. Phần tin tiếp theo soạn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin, huấn luyện viên Johnny Jansen bất ngờ hé lộ lý do không nhà đoàn văn hậu về dự vòng chung kết hội bao châu Á. Kính thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày gia nhập Hiddenven hồi mùa đầu giải, Đoàn Văn Hậu mới chỉ có vòn vẹn 4 phút thi đấu cho đội bóng trong trận đấu gặp Roda Rishi còn lại, cầu thủ này chỉ được ra sân ở đội hình dự bị, cùng quãng thời gian không thể tập ở Heidenheim do phải trở về dự sea games 30 với đội tuyển U22 Việt Nam. Theo huấn luyện viên trưởng Jorgensen, ông nhìn thấy được tiềm năng nơi Đoàn Văn Hậu, tuy nhiên vấn đề giao tiếp vẫn là trở ngại của hậu vệ 20 tuổi vào thời điểm hiện tại. Đó cũng là lý do huấn luyện viên của Heidenheim muốn Văn Hậu ở lại câu lạc bộ để rèn luyện nhiều hơn trong quãng thời gian nghỉ đông. Trên radio Kamataru về trường hợp của Văn Hậu, huấn luyện viên Jorgensen đã nói rằng thật khó khăn khi Văn Hậu trở về nước trong một vài giai đoạn vừa qua. Gần nhất, cậu ấy đã vắng mặt tới 6 tuần, trong khi chúng tôi thực sự muốn dành quãng thời gian đó để Văn Hậu trau dồi khả năng tiếng Anh. Điều đó giúp cậu ấy hiểu rõ và tốt hơn những gì được yêu cầu. Đôi khi Văn Hậu hay bị nhầm lẫn các bài tập. Sau đó tôi phải dùng cử chỉ chân tay để diễn giải cho cậu ấy hiểu những gì mà các đồng đội đang thực hiện. Trong trận đấu, bạn cũng phải thông báo được cho đồng đội rằng cầu thủ chạy cánh của đối phương đang di chuyển hay đại loại như vậy khả năng truyền đạt tốt sẽ giúp tạo ra sự an ý với đồng đội. Tôi nghĩ Văn Hậu là một cầu thủ có khả năng lĩnh hội và mọi việc đang tốt dần lên. Cùng với đó, huấn luyện viên Johnny cũng khẳng định Văn Hậu là nhân tố nằm trong kế hoạch của mình ở giai đoạn tới của mùa giải. Cụ thể, ông đã nói rằng sợi dây giao tiếp là điều rất quan trọng. Hiện tại, tôi đang khá bận rộn trong việc chỉ dạy cho Văn Hậu, hướng dẫn các bài tập truyền và sút. Dần dần cậu ấy đã hiểu ý tôi, đó là điều rất tốt. Văn Hậu có khả năng và tư duy chơi bóng tốt. Đôi khi cậu ấy còn gặp phải một số vấn đề trong khâu phòng ngự, nhưng sau đó vấn đề chủ yếu chỉ còn nằm ở việc giao tiếp mà thôi. Phần tin tiếp theo, Sơn Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin thầy Park chốt số áo, bất ngờ với người được giữ áo số 10 của công phương. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 3 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt số áo của các tuyển thủ tham dự giải đấu tại Thái Lan. Theo đó, chiếc áo số 10 trước đây gắn liền với tiền đạo công phương ở đội tuyển U19 và U23 Việt Nam đã thuộc về Nguyễn Hữu Thắng gương mặt còn khá mới mẻ với người hâm mộ Việt Nam. Ngoài ra những gương mặt quen thuộc như Quang Hải, Đức Trinh hay Tiến Linh vẫn sử dụng các số áo quen thuộc trong nhiều giải đấu vừa qua, đó là số 19, số 9 và số 22. Ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay, Đoàn Văn Hậu đã không thể tham gia, bởi vậy chiếc áo số 5 của anh được trao lại cho Nguyễn Đức Chiến. Với Đình Trọng, nếu kịp tham dự giải đấu, nhiều khả năng anh sẽ khoác áo số 21 quen thuộc. Số áo đang tạm thuộc về trọng đài và trong ngày hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U23 Bahrain trên đất Thái Lan nhằm có bước chạy đà cuối cùng cho vòng chung kết U23 châu Á trên đất Thái Lan. Được biết trận đấu sẽ không có sự tham dự của các phóng viên, quay phim thậm chí kết quả của trận đấu cũng sẽ được dự kín vì nhiều lý do. Sau trận đấu với đội tuyển U23 Bahrain, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ Bangkok xuống Buriram vào ngày 6 tháng 1 để chuẩn bị đá vòng bảng U23 châu Á. Phần tin tiếp theo, Sở bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin Báo châu Á nói điều bất ngờ về đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Kính thưa quý vị và các bạn, Fox Sport Asia đã đăng tải bài viết có tiêu đề Tấm vé dự Olympic Tokyo có thể biến vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 trở thành giải đấu hấp dẫn nhất. Cây viết gấp Gientan đã cho rằng dù đây mới là lần thứ tư giải đấu này được tổ chức, U23 châu Á đã nhanh chóng trở thành nơi hội tụ của những tài năng trẻ sáng giá nhất châu lục. Ở giải đấu năm nay, các đội bóng không chỉ tranh đấu để giành chức vô địch mà còn hướng đến mục tiêu dự Olympic Tokyo năm 2020. Nhật Bản là đội chủ nhà, sau những đại diện như Qatar, Hàn Quốc, Australia hay Ả Rập Xê Út cũng muốn góp mặt. Bên cạnh đó, thật thiếu tỉnh táo nếu bỏ qua những đội bóng được đánh giá là chiếu dưới, đặc biệt sau những gì Việt Nam đã làm được trong năm 2018, Fox Sports Asia nhận định. Bài báo cũng nói thêm, một số người xét cho rằng môn bóng đá Nam tại Olympic không phải là sự kiện lớn. Tuy nhiên danh sách những cầu thủ từng góp mặt tại sự kiện này đó là Messi, Ronaldo, Romario, Crespo, Carlos Tevez. Bên cạnh đó, Fox Asia cũng điểm lại những cột mốc đáng nhớ tại vòng chung kết U23 châu Á tính đến nay. Ở lần đầu tiên được tổ chức năm 2013, Iraq đang quang ngôi vị quán quân sau khi giành 3 chiến thắng, 1-0 liên tiếp ở giai đoạn knockout. Năm 2016, chứng kiến Nhật Bản, đội bóng sở hữu những tài năng như Takumi, Takuma, Asano và, và Soja Nakajima giành chiến thắng 3-2 kịch tính trước Hàn Quốc để giành chức vô địch. Chưa đầy 4 năm sau, Minamino trở thành cái tên nổi tiếng ở châu Âu khi chuyển đến đầu quân cho Liverpool từ Sabuk. Hai năm trước, đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích khi vào chung kết sau đó đội tuyển U23 Uzbekistan đã phá hỏng bữa tiệc ăn mừng của họ khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1 đầy kịch tính trong cơn bão tuyết ở Thường Châu. Bài báo đã kết lại đó là lý do tại sao vòng chung kết U23 Châu Á nhanh chóng phát triển thành đấu trường cho các ngôi sao trẻ sáng giá nhất châu lục cùng nhau tranh tài. Họ gây nhiều chú ý theo cách của riêng mình và giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Soán bóng đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.